Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong video về chiếc xe Jupiter nha. Thì có một số cái mà anh em cần phải lưu ý, đó là khi mà anh em đi tại mưa á, thì một cái mà chúng ta thường bực bội đó là cái kính chiếu hậu của chúng ta, hay gọi là cái kính xe của mình á, thì thường hay nước mưa nó vô và nó đóng lại hộp và anh em chạy xe nhìn ở đằng sau rất khó khăn, có thể là gây ảnh hưởng tới vấn đề anh em chạy xe, và anh em chạy xe cũng không có tự tin vì đôi lúc kính hậu mình không có thấy á, thì anh em cũng hơi đuối đuối một xíu và nó mờ mờ, lấy tay chà chà thì nó cũng càng mờ thêm. Thì một số anh em khác á, có thể anh em thay đổi kính và anh em dán thêm những cái miếng kính để mình dạng giống như nano để cho nó nước nó trôi. Một số anh em khác á, thì mình sử dụng một số chất dung dịch mình chùi, nhưng mà thực tế có những cách khác nhau như vậy, nhưng mà anh em cần phải có tốn ít chi phí nha. Thì đó là một số cách mà tốn chi phí. Còn hôm nay Dũng chia sẻ anh em về cách mà mình đỡ tốn chi phí và tiết kiệm nha. Ok, thì mình mời anh em vào video này luôn. Ok, anh em biết là khi mà đi trời mưa thì trời nắng thì chúng ta nhờ cái kính nhiều hơn, nhưng mà khi trời mưa thì anh em cũng hay đuối cái vụ cái kính đây. Thì anh em khi mà nước mưa này nọ nó sẽ bị đóng hộp đây, làm anh em rất khó chịu, và mình đôi lúc mình quan sát ở đằng sau á rất khó nha. Ok, thì mình sẽ coi luôn cho anh em, test thử cho anh em coi luôn nè. Khi mà anh em đi trời mưa thì anh em nhúng nước đó, và nước nó sẽ làm vậy nè. Anh em nhìn kính này nọ rất mờ nè, nó càng trồi nó càng mờ và nó thấy ở đằng sau rất khó khăn nè. Anh em coi nè, anh sao nó rất khó khăn. Mình sẽ sử dụng cái công cụ ở nhà, tại nhà đỡ tốn tiền cho anh em, chỗ này nó bớt mờ nha. Khi mà nước mưa chảy vô đây nè, nó bớt mờ, anh em dễ thấy đường hơn nha, quan sát ở sao nó dễ hơn. Ok, mà anh em vào nè, anh em thấy nó rất mờ, nước mưa vô thì nó càng mờ thêm, nó đóng hộp gì nè, hộp gì nè, rất khó thấy ở sao nha. Thì anh em có thể tận dụng những cái tại nhà mà luôn, nhưng mà anh em có đánh răng này nọ, anh em lấy một ít kem đánh răng như thế này nè, anh em dùng một ít vậy nè, anh em tát vô, đánh vô cái kiến cho nó sáng xíu, rồi anh em cứ để đó thì nước mưa nó sẽ chịu nhiễu luôn cái đường kiến á, thì anh em sẽ nước kiến nó nhiễu nhanh hơn, thì anh em sẽ cái kiến cho em sẽ không bị đóng cục và nó mờ khó chịu, và nhìn ở đằng sau hơi khó nha anh em. Thì mình sẽ làm luôn cho anh em coi luôn, và lưu ý cho anh em khi mà mình sử dụng này nè, thì anh em đi trời mưa thì nó nước nó dễ nhiễu, nhưng mà trời nắng thì nó hơi dơ cái kiến nha, anh em không nên sử dụng lúc trời nắng. Và khi mà trời nắng thì anh em lấy cái này nọ rao cho sạch cái kiến luôn, cho anh em dễ nhìn ở đằng sau luôn nha. Ok, ok, đây là mình sử dụng một ít kem đây, thoa trực tiếp lên đây luôn, anh em thoa cũng ít thôi nha, dự kiến thôi, đôi lúc thoa nhiều quá nó bị dính vô mấy cái kẽ và đây nó hơi dơ, thoa một ít lên đây. Mình dùng cái gì đó để mình đánh nè, đánh cho nó sạch cái lớp đó cho anh em. Đây, mình dùng cái bông gòn mình đánh đi, mình sẽ dùng một miếng vải mình đánh lại. Thì khi mà đánh như vậy thì nó kiến chúng ta nó sẽ cũng sạch lại bình thường, nhưng mà khi mà nước mưa nó sẽ chảy đều luôn, chảy giọt xuống rất nhanh và nó không có bị đóng cục lại dính trong cái kiến của anh em. Thì anh em nhìn ở sau nó hơi dễ một xíu nha, nhưng mà trời nắng thì nó khô này nọ, lại đôi lúc nó bị ố cái kiến, nên anh em không nên đánh vào trời nắng. Chỉ đánh lúc mà anh em đi mưa nhiều, trong những cái đợt mùa mưa thì anh em đánh một lần anh em đi, khi mình đi về thì anh em rảnh thì mình lau chùi lại cho nó sạch, và đánh cho nó sạch luôn, và dùng miếng vải đánh cho nó sạch luôn, sạch cái lớp kem luôn. Khi mà đánh xong thì anh em test thử một ít nước mưa nha, ít nước thử cái nó nhiễu như thế nào nha. Thì anh em thấy nó nhiễu rất nhanh, cái giọt nước nó chạy rất nhanh. Còn nếu mà anh em không có ấy kem nó răng thì cái giọt nước nó sẽ dính lại. Còn này giọt nước nó nhiễu rất nhanh, thì nước càng càng mưa càng nhiều nè,
Em thấy mưa, nếu mà nước mưa nó càng nhiều á, dàn vũ kiến của anh em thì nó chảy rất nhanh, thì anh em có thể quan sát lại ở đằng sau được nè. À, nó chảy rất đều nè. Khi mà nước mưa nó chiếu vô vậy đó, thì anh em nước nó chảy nè, rất đều xuống, chảy rất nhanh. Vì có cái lớp kem nó răng ở phía trước đó, chảy rất nhanh, thì anh em nhìn ở đằng sau, nó kiến nó vẫn còn sáng trưng luôn nè. Ok. Em coi đây, đây khi mà chúng ta đi mưa về thì anh em lấy da khăn mình lau lại thì nó vẫn sáng bình thường nha. Có kem đánh răng thì nó giúp cái này cái kiến chúng ta càng sáng hơn. Và nước mưa nó nhiễu rất đều, nó chạy rất nhanh, nó tuôn rất nhanh và nó còn ánh sáng để anh em thấy thấy ở sao là cái kiến hậu rất dễ nha. Ok, đó là cái mẹo mà mình muốn chia sẻ cho anh em lúc mà anh em đi ngoài mưa cho nó thuận tiện nha. Ok. Thì ok, thì anh em biết chạy xe thì anh em biết chạy xe nào cũng vậy, ta cần cái kiến chiếu hậu rất nhiều. Và kiến chiếu hậu thì thường nó tại nắng thì không sao, nhưng mà tại mưa thì nó ảnh hưởng tới kiến chiếu hậu, anh em quan sát hơi khó nha. Thì đó là cái mẹo mà mình chia sẻ anh em, cái mẹo đỡ anh em đỡ tốn tiền và em cũng không có cần tốn nhiều cái công sức lắm. Thì đó là cái mẹo đơn giản không tốn tiền tại nhà, và anh em cảm thấy nếu mà anh em tùy theo hoàn cảnh mà anh em nào có điều kiện, anh em mua sẵn những cái miếng nano hoặc cái miếng xịt gì đó, nano anh em xịt cho nó bóng hơn và nó ngon hơn cái phần anh em sử dụng những cái nguyên liệu tại nhà nha. Thì mình chia sẻ anh em nào tùy hoàn cảnh để mình sử dụng nha. Ok, thì đó là video của mình. Thì anh em nào cảm thấy video này hay thì anh em chia sẻ, nhấn like. Anh em mà chưa đăng ký thì cứ đăng ký luôn nha. Ok, và hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em.